say goodbye. Và cái điều này nó rất là khó khăn với những người ai. Nói goodbye. Thành ra thì ở nhà con tôi đang bị bệnh và ba ngày nay thì tôi và bà xã tôi hai người đang ở hai lớp học. Và con tôi ở nhà từ tháng đến tối và tự nó mở đồ qua căn bệnh của nó. Đúng là cái việc này thì tôi và cả gia đình tôi chưa bao giờ trải qua một lần nào. Và nó thật là đúng là rất là rất là khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ phía trước nó còn còn nhiều khó khăn còn hơn là cái khó khăn đó nữa. Tại vì cái khó khăn ở gia đình cộng với cái khó khăn công việc phía trước gặp lại với nhau thì mình càng phải cố gắng hơn nữa đi vừa qua đây.